Biệt đội siêu anh hùng tặng quà những em nhỏ đặc biệt trong ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 của những bạn nhỏ đang phải chống chọi với đau đớn tại Bệnh viện Nhi Trung ương thật đặc biệt khi biệt đội siêu anh hùng đến tặng quà cho các em. Những trẻ em đang điều trị ở khoa ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương đến từ nhiều nơi trong cả nước. Số phận các em không được may mắn như những em nhỏ khác. Siêu anh hùng từ thiện thật hy vọng mang đến niềm vui, hạnh phúc và tinh thần giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chiến đấu lại bệnh tật. Giây phút nhóm từ thiện hóa trang thành các siêu anh hùng, đi từng phòng bệnh để tặng quà cho các em nhỏ. Ai cũng không cầm nổi giọt nước mắt khi chứng kiến những em nhỏ có hoàn cảnh rất éo le. Và những siêu anh hùng đã bật khóc trước những chiến binh nhí trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Siêu anh hùng trong phim là người cứu thế giới. Siêu anh hùng từ thiện thật là người mang theo niềm vui và tinh thần đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Còn siêu anh hùng nhí đầu trọc chính là người đang chiến đấu với kẻ thù bệnh tật trên giường bệnh. Thật vui khi lại có ngày tất cả các siêu anh hùng này được gặp nhau để cùng động viên nhau chiến đấu. Anh Dương Trường Giang lần đầu được hóa thân thành những siêu anh hùng để đem đến niềm vui cho các bệnh nhi ung thư nội trú và các bệnh nhi chạy thận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ: muốn gửi tới anh em từ thiện thật một lời cảm ơn sâu sắc. Mỗi hành trình là mỗi nỗi niềm ở lại, mỗi câu chuyện đời là mỗi nỗi vấn vương. Hằng trong vòng xoay từng chuyến xe vô thường, thanh xuân của chúng ta đã thật đẹp khi được cùng nhau đem lại những niềm vui nào đó cho những mảnh đời kém may mắn. Nhân ngày 1 tháng 6, chúc cho các con thật nhiều bình an, thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe. Chị Cao Thanh Thảo My, người vào vai nữ bác sĩ đeo cánh, chia sẻ: ngoài những nhân vật anh hùng Marvel thì năm nay có thêm một nhân vật rất đặc biệt, đó là y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc và đem lại sức sống cho các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Việc xuất hiện thêm nhân vật này trong đội hình siêu anh hùng như một lời tri ân sâu sắc đến các y bác sĩ, vì họ chính là những anh hùng ngoài đời thực, đang ở ngay cạnh chúng ta. Chương trình siêu anh hùng từ thiện thật đến thăm các bé điều trị ung thư và chạy thận tại Viện Nhi đã diễn ra rất thành công. Ngoài việc tặng những món quà vật chất, thì mục đích chính là cho các con được gặp những người anh hùng trong mơ và được họ động viên để có thêm niềm tin vượt qua đau đớn khó khăn phía trước.